Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, cái câu chuyện tiếp theo trong phần 2 này Hoàng Vy muốn gửi đến đó là câu chuyện về lạm phát của nước Mỹ. Và ngay từ trong ngày thứ tư, khi mà cái chỉ số lạm phát mới của nước Mỹ vừa mới được công bố đó và cho thấy là rõ ràng là cái cuộc chiến chống lạm phát của nước Mỹ đang bắt đầu hiển thị ra những cái kết quả cụ thể cho người dân Mỹ cảm thấy là phần nào yên tâm. Đó là lạm phát của tháng 6 đã rớt xuống chỉ còn 3% thôi thưa quý vị. Và khác với vào hồi tháng 6 năm ngoái, chỉ số lạm phát lúc đó lên đến 9.1% và làm cho tất cả người dân Mỹ và cả những cái giới chức lãnh đạo và đặc biệt là ông Tổng thống Joe Biden phải nói là quay cuồng luôn với cái chỉ số cao ngất ngưỡng 9.1%. Thì bây giờ sau 12 tháng thì bây giờ con số nó chỉ còn có 3 chấm thôi. Và Hoàng Vy cũng đã thưa với quý vị, cơ quan dự trữ liên bang họ cũng đưa ra một mục tiêu là làm sao kéo lạm phát về tới 2 chấm thì họ mới đồng ý. Quý vị nhớ là vào hồi tháng 5 lạm phát lúc đó là 4 chấm, đến tháng 6 còn 3 chấm. Cho nên nhiều người đang kỳ vọng đó là có thể nào không lạm phát của tháng 7 nếu như được khéo léo được đi đúng hướng đó nó sẽ kéo về 2 chấm. Thì lúc đó coi như là ông Trump Power coi như là bữa giờ bị chỉ trích dã man luôn từ những cái tập đoàn đến những cá nhân. Bởi vì sao thưa quý vị? Ông Trump Power là chủ tịch của cơ quan dự trữ liên bang và ông coi như là người điều khiển cái con ngựa chính trong cái cuộc chiến chống lạm phát của mình. Ông không chịu kềm dây cương mà ông cứ tiếp tục lao về phía trước và ông nói là tôi biết là cái việc mà nâng lãi suất như thế này á, nó sẽ làm tổn thương, làm đau ghê lắm. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp mà cần đi vay đó, mà bây giờ lãi suất cao rần rần như thế này, làm sao mà vay để mà mừng ăn? Hay là những cá nhân cần vay tiền, rồi sử dụng tiền credit card, hay là cần vay tiền để mà mua nhà cửa, mua xe. Bây giờ lãi suất cao như vậy, làm sao mà chi? Nhưng mà bất chấp những cái sự chỉ trích và bên phía ông Tổng thống Joe Biden thì ông nói dứt khoát tôi không can thiệp vô công việc của bên cơ quan dự trữ liên bang. Họ cứ làm. Cho nên là ông Trump Power, quý vị đang thấy trên màn hình cũng bị chỉ trích ghê gớm. Nhiều người nói rằng là trong 2 tuần nữa thì cơ quan này sẽ có một cái cuộc họp và có thể họ sẽ nâng lãi suất lên lần cuối cùng là lần thứ 11 kể từ khi mà cuộc chiến chống lạm phát ở Mỹ bắt đầu để mà làm sao kéo về phải 2 chấm thì mới thôi. Nhưng mà vào ngày hôm nay, Hoàng Vy đọc thấy một số tin tức cho rằng có thể ông Trump Power trong cuộc họp sắp tới đó có thể là họ sẽ giãn hơn và họ sẽ quyết định họ mềm mỏng hơn trong cái cuộc chiến chống lạm phát, coi như là thanh gươm từ đó giờ cứ vung lên để mà chống lạm phát thì có thể bây giờ họ cũng vung kiếm ra nhưng mà là họ nâng ở một cái mức mà nó nhẹ nhàng và nó vừa phải và ít làm tổn thương đến những cái doanh nghiệp và người dùng ở nước Mỹ hơn. Thưa quý vị, nhưng câu chuyện mà chống lạm phát á, ngay lập tức đã được Tòa Bạch Ốc và chính phủ của Biden đã tận dụng ngay cái sự thật đang diễn ra đối với nền kinh tế của nước Mỹ để mà gửi một thông điệp đối với người dân và đặc biệt là đối với cử tri khi mà ông Tổng thống Joe Biden, ông đang hướng tới cái cuộc bầu cử năm 2024. Cách đây khoảng 10 ngày cho đến 2 tuần, quý vị nhớ không là Tổng thống Joe Biden có một cái bài phát biểu với lại người dân Mỹ và trong đó ông nói về cái gọi là học thuyết kinh tế Biden, Bidenomics đó thưa quý vị. Và ở thời điểm mà ông đưa ra và ông có nói một cái ý rằng á, những cái đạo luật mà trong suốt 2 năm mà chấp chính á, ông đã ký, ví dụ là nâng cấp hạ tầng cơ sở, rồi những cái đạo luật chống lạm phát, rồi đầu tư nhiều vào năng lượng xanh á, những cái chuyện đó nó sẽ đem đến những cái kết quả về kinh tế, nó tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Và rõ ràng thưa quý vị, rõ ràng là ngày hôm qua Tòa Bạch Ốc đã gửi ra một cái thông điệp nói rằng lạm phát đang giảm 2/3 so với năm ngoái và cái good job và có nhiều việc làm hơn và chi phí cũng giảm xuống hơn và đó là những nhờ vào những cái hành động thực tế từ cái học thuyết kinh tế Biden. Nhưng mà ở cái thời điểm mà 2 tuần trước khi mà ông Biden có cái bài phát biểu đó và ông nói rằng chắc chắn cuộc chiến chống lạm phát
vẫn còn phải tiếp diễn chứ chưa thể dừng lại đâu. Nhưng mà ông có đưa ra một cái lời hứa là từ từ khoai sẽ nhừ. Có nghĩa là gì? Có những cái đầu tư mà ngay lập tức, ngay tấp lự chúng ta nhìn thấy kết quả không thể nhìn thấy được đâu. Nó cần thời gian. Nó cần thời gian thì ông Biden có đưa ra cái lời thuyết phục đối với người dân như vậy, thưa quý vị. Và rõ ràng cái chuyện mà tạo công ăn việc làm á, quý vị nhớ là vào khoảng nửa năm trước đó, cái chỉ số thất nghiệp của nước Mỹ là nó cứ dao động trong khoảng 3.5 cho đến 3.7% và có 11 triệu việc làm mà không có ai đi làm hết. Và ở thời điểm tháng 6 vừa qua đó vừa mới công bố, bây giờ có thêm 13 triệu chứ không phải là 11 triệu, 13 triệu việc làm được tạo ra cho nước Mỹ. Nhưng mà ở cái thời điểm khi mà ông Biden ông nói về những cái học thuyết kinh tế của mình với một cái mục đích đó là dùng những cái thông điệp đó để thuyết phục cử tri Mỹ. Bởi vì quý vị nhớ không, sau cái cuộc bầu cử, trong cái bầu cử giữa kỳ năm 2022 á, bên phía đảng Cộng Hòa chỉ hầu như là có một cái thông điệp duy nhất à. Có một cái thông điệp duy nhất là tấn công vào cái thành trì, cái chính quyền của Biden, đó là kinh tế và lạm phát và giá tiêu dùng quá cao. Và chúng ta thấy nhan nhản ở khắp các diễn đàn, gần như là những cái ý kiến mà chỉ trích và thậm chí còn nặng nề hơn là chửi bới đối với cái chính quyền của Biden á. Biden phá tan cái nền kinh tế của nước Mỹ. Thì khi mà ông Biden, ông mới quyết định sử dụng, lấy cái vũ khí mà mình đã bị tấn công để sử dụng thành chính cái vũ khí để mà cho cái cuộc đua năm 2024, thì ông mới nói về quảng bá về cái gọi là học thuyết kinh tế Biden. Ở thời điểm ông nói ra đó, nhiều người chỉ trích, thậm chí là cười khẩy, còn nói what? Ông Biden ông phá nền kinh tế nước Mỹ như tương như vậy, rồi bây giờ ông nói về học thuyết kinh tế Biden hả? Nhưng mà ông già buồn ngủ ông cứ cười và ông nói là mọi người hãy chờ đi, rồi mọi thứ nó sẽ hiển thị ra. Thì một lần nữa, ngay chính tòa Bạch Ốc và những chuyên gia kinh tế họ vẫn nói rằng cái cuộc chiến chống lạm phát không thể dừng lại ở đây đâu, và chắc chắn nó sẽ còn một cái chặng đường phải đi. Nhưng mà có hai thứ. Thứ nhất, đó là chỉ số lạm phát đã giảm khá là nhiều, giảm 2/3 so với cái cột mốc đỉnh 9.1%. Và thứ hai là có thể nước Mỹ sẽ thực sự là tránh được, sẽ không có rơi vô cái điều mà nước Mỹ và cả nền kinh tế của thế giới đang lo sợ nhất, đó là suy thoái kinh tế, thưa quý vị. Đó là hai cái ý. Nhưng mà bên phía đảng Cộng Hòa, ngay trong ngày hôm qua, thưa quý vị, họ đã phản ứng rất là nhiều với cái con số mà lạm phát giảm như thế này. Trái ngược với bên đảng Dân Chủ và chính phủ Biden đang muốn quảng bá cái con số 3 chấm lạm phát đó giảm đó với người dân Mỹ, thì bên phía đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục và nói rằng đó là Biden là làm kinh tế nó quá yếu kém. Ví dụ ông thượng nghị sĩ Rick Scott ở Florida, ông nói rằng á, Biden á, lừa phỉnh người dân khi mà nói rằng là những chính sách của Biden á, là giúp đỡ những cái gia đình người dân Mỹ. Làm gì có chuyện đó. Mọi người nhìn đi, lạm phát bây giờ là đang đạt đến coi như là đỉnh điểm của nó, và người dân Mỹ bây giờ vẫn cứ tiêu dùng một cách vô tội vạ, không có, và cả chính phủ cũng vậy nữa. Và bây giờ sau này con cháu của chúng ta sẽ phải gồng lưng, oằn lưng để mà trả những cái nợ này. Tức là những cái chuyên gia về chính trị và cả kinh tế, họ nhìn nhận một điều rằng, thưa quý vị, những cái thành viên bên phía đảng Cộng Hòa cứ đưa ra những cái lời chỉ trích và chỉ trích, nhưng mà họ không có dựa trên con số. Họ không có dựa trên con số lạm phát của tháng 6 2023 là 3% so với lạm phát của tháng 6 năm 2022 là 9.1%. Và họ vẫn nói một cái bài mà gần như là quen miệng đến mức nằm mơ họ cũng có thể nói chính xác nữa. Có nghĩa là lạm phát bây giờ đang đạt đỉnh điểm của nó, như lời ông Rick Scott nói ngày hôm qua, thưa quý vị. Ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell là lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện hiện nay, thưa quý vị. Ông cũng ông này thì không có nói chung chung như Rick Scott, người ta là lãnh đạo mà. Người ta nói cái con số nó chính xác, người ta claim ra nè. Coi nè, dưới thời của Biden nè, chi phí cái gì cũng tăng hết trong 2 năm nha. 39% tăng vé tiền vé vận chuyển vé máy bay đó. Rồi những cái giá thành của những cái mặt hàng nội thất á, tăng 18.8% nha. Rồi gas á, giá xăng dầu đó tăng 52% nha. Đó,
khủng khiếp quá trong vòng 2 năm. Nhưng mà có lẽ là ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell cũng đã không nói rằng cái vật giá đó nó leo thang, và trong bối cảnh của toàn cầu, thưa quý vị, giá nhiên liệu, giá nguyên liệu đều leo thang, là bởi vì sau đại dịch Covid-19 một lần nữa, với cái việc mà những cái chuỗi cung ứng nguyên vật liệu để mà sản xuất á, nó bị ách tắc lại, rồi kéo theo đó là cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine. Chắc chắn quý vị, cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở trong cái lãnh thổ của Ukraine hay là ở khu vực Âu Châu, mà nó đã lan truyền ra cả thế giới. Và gần như là cái bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay đang rất là lao đao. Đừng nói đâu xa, nền kinh tế của Trung Quốc đó thưa quý vị, cũng đang rất là khổ sở. Mà cái chỉ số thất nghiệp của Trung Quốc bây giờ không phải là 3.5% như Mỹ đâu, mà là hơn 20%. Cho nên ông Mitch McConnell, ông đưa ra những con số này là nó có trong thực tế, nhưng mà những con số này không có nói lên toàn bộ bối cảnh của nó. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay họ đưa ra cái diễn giải của một cái góc nhìn khác. Họ nói như thế này nè: chắc chắn là giá của mọi thứ về đời sống vẫn còn đang rất là cao, và cái mục tiêu của họ là đang cố gắng là kéo cái cost, cái giá thành nó, mọi thứ nó xuống hơn. Nhưng mà nếu mà thử so sánh với một cái giờ lao động của người dân Mỹ đó, một giờ lao động của người dân Mỹ, 12 tháng trước đây, một giờ lao động chỉ có thể mua được 5.5 gallon tiền xăng thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì một giờ làm của người Mỹ, lao động Mỹ đó, thì có thể mua được 8 gallon xăng. Có nghĩa là gì? Tiền lương cơ bản của người dân Mỹ đã được tăng lên trong suốt cái thời gian vừa qua, dẫu là tăng không nhiều. Và Tòa Bạch Ốc mới đưa ra một cái bản thống kê nói rằng đó là giá thành của tiền năng lượng về xăng dầu đó, đây là chính là cái yếu tố mà bên phía Đảng Cộng hòa thường xuyên chỉ trích nhiều nhất, và nói là Biden làm cho giá xăng tăng, thậm chí là giá xăng đã giảm rồi họ vẫn cứ khai Biden làm cho giá xăng tăng. Thì bây giờ thưa quý vị, giá xăng dầu trong nước Mỹ đã giảm, trung bình nước Mỹ đã giảm 27% so với năm ngoái, và đó tiền lương á đã tăng trung bình là 5%. Để mà so sánh và thấy rằng á, là cái cuộc chiến chống lạm phát nó đang có cái dấu hiệu là nó chững lại và đang bắt đầu đi xuống. Một lần nữa nhé, chúng ta đang không nói rằng đây là thành tựu quá sức là vẻ vang của chính phủ Biden. Chúng ta chỉ đang nói rằng là cái cuộc chiến chống lạm phát của nước Mỹ á, đang có những cái dấu hiệu mà làm cho người dân người ta cảm thấy an tâm hơn. Nhưng mà không phải là ai cũng nghĩ như vậy thưa quý vị. Nhất là những cái người dân Mỹ mà nghe những cái thông tin tuyên truyền, đặc biệt là ở bên phía những cái mạng truyền thông cánh hữu đó, họ thường xuyên nói rằng á, là cái giá thành mọi thứ vẫn tăng và cuộc chiến chống lạm phát, cái giá lạm phát nó vẫn đang ở mức độ là đỉnh điểm, để cho thấy là cái nền kinh tế của Biden là nát như tương dưới cái sự quản lý của ông tổng thống, ông già buồn ngủ. Đó là cái câu chuyện về kinh tế mà Hoàng Vy muốn gửi đến quý vị vào ngày hôm nay. Nhưng mà nó còn một cái câu chuyện xảy ra ở Quốc hội Liên bang. Nó diễn ra vào ngày hôm thứ Tư, nhưng mà những dư âm của nó, thưa quý vị, vẫn được bàn cãi cho đến ngày hôm nay. Đó là câu chuyện ông giám đốc của FBI, ông Christopher Wray, đã phải ra điều trần ở ngay sàn Hạ viện, thưa quý vị, với lại Ủy ban Tư pháp của Hạ viện do dân biểu Cộng hòa Jim Jordan làm chủ tịch. Và chắc chắn một điều rằng là ông Christopher Wray, ông biết chắc là việc mà ông bước ra vào ngày hôm thứ Tư á, để ông ngồi đây và ông đón nhận những cái câu hỏi. Hỏi thì ít mà nướng ông này thì nhiều thưa quý vị. Bởi vì quý vị biết mà trong suốt thời gian vừa qua, những thành viên bên phía Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là đồng minh và những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, thường xuyên đưa ra những cái lời chỉ trích hai cái đối tượng rất là nhiều. Cái chuyện ông già buồn ngủ ông Biden bị bên phía những cái người ủng hộ ông Trump chỉ trích á, rồi bị bên phía Ron DeSantis chỉ trích là chuyện bình thường. Chuyện bình thường ở huyện chúng ta không bàn. Nhưng mà hai cái đối tượng mà bị chỉ trích nhiều nhất đó là Bộ Tư pháp và FBI. Quý vị nhớ cái thời điểm ngày 8 tháng 8 năm ngoái, lúc mà FBI
khám xét dinh thự Malago để mà lấy đi những cái thùng tài liệu mật đó. Quý vị biết không là FBI trở thành một cái nơi mà bị hứng những cái sự chỉ trích, thậm chí là người ta còn tấn công vô cả đòi đòi coi như nổ tung cả trụ sở của FBI ở Ohio. Những thông tin này Hoàng Vy đã gửi đến quý vị rồi. Và Bộ Tư pháp có đưa ra cái lời cảnh báo nói rằng sau cái sự kiện đó đó, những cái nhân viên của FBI cũng bị đe dọa và là đối tượng của tấn công trên mạng xã hội rất là nhiều. Bước vô sàn Hạ viện vào ngày hôm thứ Tư, ông Christopher Wray, ông phải đối diện với những câu hỏi một lần nữa, như Hoàng Vy nói. Không phải là những câu hỏi mà để làm cho cơ quan này được hoạt động một cách tốt hơn, mà là những câu hỏi nướng thì nhiều. Mà nướng ông Wray một cách nó có hợp lý hay không thì tùy vào sự phán xét của quý vị, và Hoàng Vy sẽ kể nha. Trước khi có một số cái câu hỏi đi vô chi tiết đó, thì cũng có một nhân vật ở bên phía đảng Cộng Hòa là ông Jeff Van Drew, là ở New Jersey, dân biểu Cộng hòa New Jersey thưa quý vị. Ông này đã bắt đầu một cái màn trình diễn coi như là nướng ông Wray, nhưng mà với cái kiến thức chuyên môn của mình. Ông khoe là ông có cái background là một nha sĩ. Cho nên quý vị nghe cái việc mà ông nướng ông Wray bằng chuyện như thế này nè. Mà lúc mà nghe đó, những người ngồi trong khán phòng đó sau này họ thuật lại với truyền thông, họ tưởng như là họ đang xem một cái bộ phim mà nó... một bộ phim kinh dị, nghe nó rất là sởn gai ốc. Khi mà ông Jeff Van Drew mô tả như thế này nè: nếu như quý vị có một cái cục mũ rất là lớn mà trong đó đầy mũ, mà bây giờ nếu mà cục mũ đó nó vừa phải, nó không có gây nhức quá, thì quý vị tự xử ở nhà cũng được. Quý vị có thể mua kháng sinh nè, rồi quý vị rửa nước muối nè, rồi trong khoảng 10 ngày là cái chuyện đó nó sẽ giải quyết được. It's gonna be better. Còn nếu như mà quý vị cái cục mũ quý vị mà nó trầm trọng quá đi á, thì bây giờ chắc chắn là quý vị phải lẫy để lấy cái cồi, lấy hết mũ nó ra. Quý vị sẽ cần một cái con dao nhỏ để mà rạch cái cục mũ đó, để cho nó hở cái miệng ra. Rồi quý vị phải nặng làm sao cho mũ nó ra, rồi chắc chắn máu nó sẽ chảy. Nhiều người ta kể lại với giới truyền thông là người ta nghe cái ông dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa này á, mô tả một cái quá trình mà lấy mũ ra của một cái cục mũ á, mà người ta thấy rất là kinh dị, nào là mũ và máu và máu và mũ. Để rồi cuối cùng ông ấy nói như thế này nè: nếu mà không lấy mũ ra đó là nó chạy tùm lum hết, rồi nó sẽ đi vô ngay cái trung tâm, rồi nó làm thương tổn, rồi thậm chí nó có thể lên não của quý vị nữa. Cho nên là phải rất cẩn thận chuyện đó. Để rồi ông đi tới một cái ý cuối cùng, ông nói FBI bây giờ là một cái cơ quan mà nó có đầy mũ hết á, cho nên bây giờ chúng ta phải nặng nó ra và phải cải tổ hoàn toàn và phải làm sạch FBI. Đó là lời tuyên bố của một vị dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa. Nhiều người mới đặt ra câu hỏi, nhiều người thậm chí người ta chẳng Cộng Hòa hay người ta chẳng Dân Chủ, người ta đặt ra một câu hỏi là có cách nào để những vị dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa này có thể có những cái lời phát biểu hay là có những câu hỏi mà nó hợp lý hay hơn hay không? Thì câu trả lời với quý vị là xin thưa, đó là không. Bởi vì sau cái lời phát biểu của ông Jeff Van Drew này á, lại đến một cái lời phát biểu khác của một vị dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa, cũng là một cái nhân vật rất là kiệt xuất trong đảng Cộng Hòa của nhóm House Freedom Caucus, đó là ông Matt Gaetz. Nhưng mà Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.